Rồi chào anh em nha, bây giờ khách đang thử một con DC 93. Chiếc này em cũng mới về 93 khắc bánh bao. Chốt chiếc 93 kia rồi xong cái rồi. Chiếc này là trời hơi tối nha, thì chiếc này không có bảo dưỡng, máy này khách mua vậy luôn, nhưng mà không đụng gì hết. DC 93 máy nhập khẩu nha anh em, chứ không phải máy Việt Nam nha. Máy này nhập về có giấy tờ hải quan hết luôn. 93 động cơ đây ha, đẹp, cơ động quá mới luôn. Mấy anh khách này bên Đồng Tháp qua lựa máy, giờ quay sơ sơ rồi vài bữa nữa anh chỉ giao thôi là xong rồi. Đây bây giờ anh em đang sang làm chút nè, làm lưới, làm lại nóc rồi cho khách. Đây ngay ngày tiếp theo có khách phụ làm luôn đó, số đó đây chắc không sơn quá, bị nguyên quá đó. Nó bị chóc chóc sơn sao đó. Không phải cái gì bám vô vô vệ sinh chừng khoảng ngon lành chân luôn. Chừng máy 93 này còn rất là ok nha, còn rồi không bao nó chóc chóc sơn luôn. Mấy ngày nữa mới giao khách con ngày. Và giờ xong rồi, lắp hàng vô nữa nha anh em. Lắp hàng là 4 tay giao cho khách, 4 tay không rồi. Bây giờ máy đã xong rồi, giờ chỉ có lên thôi nha. Máy này không có làm gì hết, chỉ có thay đặt giặt mấy cái phụ kiện trong lòng đó thôi. Ở ngoài không đụng không sơn luôn thôi nè. Đây, không đụng không sơn luôn, nhìn chân nguyên nguyên luôn. Giờ tháo hàm ra. Để quay sơ sơ cái máy này luôn, mấy cái đồ này khách đem về đó. Xì hết. Cái xe này gắn hàng được, cái xe này sẽ không có gắn lại. Dạ, chờ đợi khách cho anh em 93. Rất đơn giản, không là em còn đúng. Rồi xin kính chúc quý anh em nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đồng Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Cảm ơn mọi người nha.